liên quan đến sự việc một nam nhân viên lén lút trộm đến 430 lượng vàng tại tiệm Kim Hoàn nơi mình làm việc trong suốt 6 năm. Cơ quan chức năng mới đây đã làm rõ nhiều chi tiết bất ngờ về đối tượng và gia đình tại địa phương trong vài năm gần đây. Đối tượng đang bị điều tra trọng vụ việc là Nguyễn Đức Tuấn, 28 tuổi, ngụ phường Cẩm Nam, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam. Từ ngày đi làm có thể làm nhà, sắm ô tô, xây biệt thự và sở hữu 11 sổ đỏ. Trao đổi trên báo Vietnamnet, ông H. Một cán bộ tại phường Cẩm Nam, thành phố Hội An, Quảng Nam, cho biết, người dân sống gần nhà Nguyễn Đức Tuấn khá tò mò vì gia đình đối tượng chỉ làm ăn đơn thuần như nhiều gia đình khác thế nhưng lại có điều kiện kinh tế vô cùng khá giả. Cho biết, bề ngoài gia đình Tuấn sống khá giản dị, bình thường, không có gì được coi là ăn chơi, xa xỉ. Theo đó, ông H. Bố của Tuấn làm công nhân đi hút cát, anh trai làm trong lĩnh vực công nghệ, còn Tuấn làm thuê tại tiệm vàng. Dù chỉ làm lao động bình thường nhưng gia đình của Tuấn lại sở hữu nhiều tài sản giá trị khiến người dân tại địa phương cảm thấy rất bất ngờ. Mọi người có tò mò, hỏi han thì Tuấn nói rằng, bố đi hút cát hút được vàng. Nhà Tuấn mua mấy căn nhà trên phố cổ Hội An. Tất nhiên là chúng tôi không tin vì số tài sản quá lớn. Hôm vừa rồi, cơ quan chức năng lục soát nhà Tuấn, ngoài vàng còn tìm thấy 11 sổ đỏ, ông H nói. Còn theo thông tin trên VTC14, trước đây gia đình Tuấn rất nghèo nhưng từ khi Tuấn làm nhân viên tại tiệm vàng gia đình đối tượng đổi đời nhanh chóng. Ngoài xây nhà, sắm xe ô tô thì còn đầu tư 2 villa để hoạt động du lịch với số tiền đầu tư rất lớn. Trước đây gia đình Nguyễn Đức Tuấn rất nghèo. Tuy nhiên sau khi làm thợ kim hoàn gia đình Tuấn đổi đời nhanh chóng, ngoài xây dựng nhà cửa, sắm xe ô tô thì còn đầu tư 2 villa để hoạt động du lịch với số tiền đầu tư rất lớn lên tới hàng tỷ đồng VTC14 đưa tin. Nhân viên lén lút trộm 430 lượng vàng, gia đình trước đây rất nghèo đống xây nhà, sắm xe. Nguồn, VTC14 làm rõ chi tiết chỉ làm nhân viên sắp xếp xe nhưng vẫn có thể trộm ít nhất 430 lượng vàng liên quan đến sự việc trên. Thêm một chi tiết cần làm rõ đó chính là dù Tuấn chỉ là nhân viên sắp xếp xe của tiệm vàng, không trực tiếp giao dịch với khách tuy nhiên không biết bằng thủ đoạn nào đã có thể lấy trộm chót lọt ít nhất 430 lượng vàng như thế trong 6 năm vừa qua. Thông tin trên VTC14 cho biết, tiệm vàng nơi Nguyễn Đức Tuấn làm việc nằm ở thành phố Hội An, mặc dù có quy mô không lớn nhưng rất đông khách, lượng giao dịch hàng ngày khá lớn. Tại đây, chủ tiệm vàng không để vàng qua đêm mà cất vào két sắt mang về, sáng hôm sau mới mang đến. Tuấn cũng không phải người trực tiếp bán vàng mà chỉ phụ trách sắp xếp khách và xe cộ bên ngoài. Do đó việc tên này dùng thủ đoạn gì để ăn trộm vàng suốt 6 năm qua mà không bị ai phát hiện đến nay vẫn chưa rõ. Trước đó, vào ngày 15 tháng 1 vừa qua, do cần tiền nên Nguyễn Đức Tuấn cùng anh trai đem 14,3 kg vàng, tương đương 230 lượng. Trị giá hơn 5 tỷ đồng, gồm đủ các loại trang sức như nhẫn, dây chuyền, mặt dây chuyền, tám đeo đồng thai và lắc tay cho một tiệm vàng ở quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng đưa đi bán và bị công an phát hiện, tạm giữ. Không chỉ có thế, sau khi bị tạm giữ khẩn cấp để điều tra, công an đã khám nhà và phát hiện thêm 200 lượng vàng Tuấn cất giấu tại nhà riêng của mình. Tại cơ quan công an, Tuấn đã khai nhận trộm hơn 430 lượng vàng khi làm tại một tiệm kim hoàn trên địa bàn. Đến năm 2012, chủ tiệm kim hoàn giao Tuấn trông coi cửa hàng vàng Tây. Theo đó, Tuấn tìm đến học việc tại tiệm này được khoảng 4 năm. Trong 6 năm, từ năm 2012-2018, mỗi ngày Tuấn trộm một ít đem cất giấu. Về phía chủ tiệm vàng, người này cho biết vì quá tin tưởng nên họ đã giao cho Tuấn trông coi, quản lý tiệm vàng mà không nghĩ nhân viên của mình lấy trộm. Ngay cả khi Tuấn nghỉ việc đột ngột vào tháng 7 năm ngoái cũng không ai nghi ngờ. Mỗi ngày Tuấn lấy trộm một ít nữ trang, dây chuyền nên chủ tiệm vàng rất khó phát hiện. Đến khi công an phát hiện vụ việc, tạm giữ Tuấn để điều tra và mời chủ tiệm vàng đến làm việc thì họ rất bất ngờ. Tổng hợp,